bóng đèn nhà bạn có thực sự tiết kiệm điện? Hoàn toàn không. Thưa quý vị, với bóng đèn thông minh TV LED có thể sáng liên tục trong vòng 83 giờ mà chỉ tiêu hao có 1 ký điện. Bóng đèn nhà bạn có cho ánh sáng chống cận thị, có khả năng chống sét hay bảo vệ tính mạng và tài sản của con người? Hoàn toàn không. Bóng đèn tích điện TV LED siêu bền, siêu tiết kiệm và siêu sáng, có khả năng chống cận thị, chống mỏi mắt, chống sét và bảo vệ tài sản và tính mạng con người. Đối với bóng đèn chiếu sáng bình thường ở nhà bạn, khi cúp điện, liệu còn ánh sáng hay không? Hoàn toàn không. Bóng đèn thông minh TDS có thể thắp sáng liên tục 4 giờ khi cúp điện. Bóng đèn tích điện thông minh TDS có thể sáng được, thậm chí là ở trong nước. Quốc Dũng cùng với Thanh Trang xin chào mừng quý vị đang đến với kênh mua sắm AZ Shop. Thưa quý vị, giải pháp về ánh sáng cũng như là tiết kiệm điện luôn là một giải pháp mà khiến chúng ta phải đặt nó lên hàng đầu ạ. Ngay cả những lúc mà chúng ta có điện thì không ai nói gì, đúng không ạ? Nhưng lúc cúp điện thì sao ạ? Lúc cúp điện chúng ta không cần phải lo, chúng ta vẫn có ánh sáng chan hòa cho tất cả mọi nơi. Thậm chí là những khán giả mà ở vùng sâu, vùng xa nè, thậm chí là bị thiên tai. À, nhắc đến thiên tai mới nhớ. Đặc biệt là những lúc thiên tai vậy là sấm chớp nè. Thì khi mà chúng ta mở điện lên như vậy thì rất là nguy hiểm. Bởi vì sao? Sét nó sẽ đánh trúng vô và làm ảnh hưởng đến tất cả những hệ thống thiết bị nè, cũng như là hệ thống chiếu sáng chúng ta, thậm chí là sinh mạng của con người nữa. Nhưng giải pháp đó chúng ta sẽ yên tâm và không cần phải lo nghĩ. Vì sao? Vì sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay có thể là chống sét được nè, vẫn có thể phát sáng khi cúp điện, và một điều đặc biệt nữa là rất tiết kiệm điện cùng với ánh sáng rất là chan hòa cũng như là bảo vệ mắt của chúng ta. Và sản phẩm đó chính là đèn tích điện TD LED. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với bóng đèn tích điện TD LED ngày hôm nay thay thế tất cả những chiếc bóng truyền thống, và đây cũng là một cái nhu cầu của rất nhiều người tiêu dùng. Và ngày hôm nay AZ Shop rất là vui khi được chia sẻ với tất cả quý vị khách hàng. Đây là dòng sản phẩm thuộc bản quyền của Trung tâm Dạy nghề và Việc làm cho thanh niên khuyết tật. Tất cả những cái linh kiện được chế tạo ra chiếc bóng đèn tích điện TD LED ngày hôm nay đều được nhập khẩu từ Hàn Quốc, và công nghệ và sản xuất thì lại theo Nga. Và điều đặc biệt hơn nữa là với driver được cài đặt của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Tín, quý vị nha. Vậy thì ngày hôm nay là một cái giải pháp chiếu sáng cho tất cả quý vị trong cái sinh hoạt hàng ngày, cũng như là trong cái quá trình mà chúng ta cho con em mình học tập. Một chiếc bóng đèn không làm hại mắt, không làm ảnh hưởng tới vấn đề về da, và ngoài ra có khả năng khử côn trùng, hiệu quả kinh tế cao. Vậy thì nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài của AZ Shop chúng tôi ngay lúc này quý vị ạ. Bóng đèn tích điện TD LED công suất 12W, sử dụng 25 chip LED 2835 cho giải sáng liên tục, siêu sáng, siêu bền, siêu tiết kiệm điện. Có tích điện dự phòng tự phát sáng liên tục từ 3 cho đến 5 giờ khi cúp điện. Bóng đèn tích điện TD LED, bóng đèn 50, không lo trời tối khi cúp điện, không chứa khí độc, không sinh nhiệt, không dễ vỡ nguy hiểm, không gây cận thị và mỏi mắt. Bộ 4 bóng đèn tích điện TD LED giá niêm yết 1.080.000 đồng, và quý khách phải thanh toán là 499.000 đồng, chỉ dành cho 99 khách hàng gọi điện đặt hàng nhanh nhất được quà tặng khuyến mãi 5 chuôi đèn E27 có tích hợp công tắc, một bóng đèn đuổi muỗi côn trùng có hại, tổng giá trị lên đến 325.000 đồng. Sản phẩm quà tặng được áp dụng độc quyền tại AZ Shop. Thưa quý vị, trên tay Dũng đang cầm đây là bóng đèn tích điện TD LED. Thưa quý vị, và chúng ta có thể nhìn thấy được rõ là phần thân ở dưới được làm bằng nhựa rất là chắc và bền. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn kỹ bên trong nha. Và đối với đường kính là phi 80 như thế này thì chúng ta có thể chứa được là 25 tim LED thưa quý vị. 25 tim LED giúp cho ánh sáng chúng ta đều hơn, đẹp hơn và bảo vệ mắt chúng ta tốt hơn. Wow, đây là một giải pháp rất là an toàn và tiết kiệm điện cho chúng ta nữa. Vì bóng của chúng ta là 12W, thắp sáng liên tục trong vòng 83 giờ mà chỉ tiêu hao có 1 ký điện thôi thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bên trong nha. Wow, chúng ta có thể thấy đây là một cục pin ạ. Nó còn gọi là cục tích pin, điện. Pin tích điện. Pin tích điện như thế này nè. Với cục pin tích điện này chúng ta có thể
giúp cho bóng đèn của chúng ta cháy liên tục sau khi mà bị cúp điện á, là từ 3 cho đến 5 giờ liên tục luôn thưa quý vị. Rất là an toàn. Và bây giờ chúng sẽ gỡ nó ra nhé. Rất là dễ tháo mở thưa quý vị. Và bên trong thì chúng ta thấy được là có một mạch điện. Mạch điện như thế này thì chúng ta có thể thấy được là có một cái chip màu xanh này thưa quý vị. Một tụ cái tụ điện, chúng ta thấy được là một cái tụ điện màu xanh như thế này nè. Và chia sẻ đến quý vị đó là cái tụ điện này, đó là tụ điện chống sét thưa quý vị. Đối với những khán giả hay là những người mà ở vùng nông thôn thường hay bị mưa bão như thế này, thì khi mà có sấm sét xảy ra thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp vô hệ thống điện, và cũng như là gây nguy hại cho toàn bộ các thiết bị điện trong nhà, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng của con người luôn. Nhưng đối với cái tụ chống sét như thế này là chúng ta hoàn toàn yên tâm. Mặc dù xảy ra mưa bão hay là cúp điện đi chăng nữa thì bóng đèn của chúng ta vẫn có thể sáng. Và nhờ cái tụ chống sét như thế này thì hấp thụ tia sét sẽ giúp cho nhà chúng ta trở nên an toàn. Và thậm chí là chúng ta không cần phải lo ngại khi mà trời sấm chớp phải lật đật phải chạy ra là cúp điện như thế này, thì rất tốn rất nhiều thời gian cũng như là sức lực ạ. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn. Và nếu như mà mình mua lẻ trên thị trường thì cái giá niêm yết đó là quý vị là 270.000. Và quý vị thấy đó, với 4 bóng đèn tích điện TD LED ngày hôm nay với mức giá là 1.080.000 đồng. Tuy nhiên trong khung giờ phát sóng này trên Azishop quý vị nha, mức giá quý vị đầu tư chỉ là 499.000 đồng mà thôi. Và quà tặng chưa dừng ở đó, khi mua sản phẩm trong giờ phát sóng thì chúng ta sẽ được tặng ngay đó là 5 chuôi đèn có tích hợp công tắc E27 cùng với một bóng đèn TD LED đuổi muỗi thông minh. Và thưa quý vị, với bóng đèn TD LED đuổi muỗi thông minh như thế này thì chúng ta có thể thắp sáng được thậm chí là thắp sáng được căn nhà, là thậm chí là đuổi được muỗi côn trùng gây hại cho sức khỏe. Và với giá của 5 cái chuôi đèn E27 có tích hợp công tắc là 100.000 thưa quý vị, cùng với lại giá của bóng đèn TD LED thông minh đuổi muỗi như vậy là 125.000. Wow! Như vậy thì quà tặng của chúng ta vô cùng hấp dẫn, cùng với giá niêm yết của bộ 4 sản phẩm bóng đèn tích điện TD LED là chỉ có 499.000 đồng. Vậy thì quý vị còn chần chờ nữa mà không nhanh tay gọi điện thoại ngay về cho Azishop chúng tôi để sở hữu ngay bộ 4 bóng đèn TD LED với giá vô cùng hấp dẫn, đó chính là 499.000 đồng cùng với bộ quà tặng vô cùng tiện lợi. Với bộ quà tặng này Dũng nghĩ là chúng ta có thể gắn được cho tất cả các loại bóng, thậm chí là cho ngay bóng đèn TD LED của chúng ta vừa mua xong. Và đối với là chui tích hợp công tắc E27 này thì chúng ta không cần phải lo ngại về việc là phải đấu dây như thế nào, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vô trong ổ cắm và bật công tắc ra, vậy là chúng ta đã có ngay những chiếc bóng đèn rất là tiện lợi, và thậm chí là chúng ta có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi. Điều đặc biệt là không lo về mất điện nè, không lo về điện năng chúng ta bị hao tổn quá nhiều thưa quý vị. Đây là một giải pháp cực kỳ an toàn mà chỉ có trên Azishop. Thanh Trang rất là thích cái ưu điểm đầu tiên, đó chính là cái thiết kế gương cầu lồi. Như vậy thì cái khả năng phát sáng rất là chan hòa và tập trung vào đúng cái khu vực cần chiếu sáng mà thôi. Như vậy khi mà có cái dòng điện để cho đèn phát sáng lên đó quý vị, thì chắc chắn khi mà mình chạm vào thì sẽ không bị nóng, không bị cảm thấy bị nhiệt, nó nhiệt tỏa ra. Và như vậy thì ngay cả những chiếc máy điều hòa trong gia đình của mình hoạt động cũng rất là thoải mái, rất là tối ưu, không cần phải hút thụ điện. Đó quý vị thấy không, không hề có điện đúng không nào. Đó, nhưng mà bóng đèn vẫn phát sáng. Đó, Thanh Trang chỉ chạm nhẹ vào cái chuôi đèn như thế này thôi. Đó quý vị thấy đó, đó rất là tiện, rất là tiện quý vị nha. Vậy thì ngày hôm nay á, khi mà chúng tôi tặng cho quý vị những cái chuôi đèn E27 như thế này nè, đó quý vị, mình chỉ cần gắn nhẹ như thế này thôi, mình gắn nhẹ và sau đó mình cắm vào cái ổ điện nhà mình cắm vào ổ điện trong cái lúc mà bị mất điện đó quý vị, là chắc chắn là đèn sẽ phát sáng quý vị nha. Quý vị thân mến, với cái cách sử dụng này á, thì Thanh Trang nghĩ là ai ai cũng có thể sử dụng ngay tại nhà của mình, rất là đơn giản những cái lúc mà mất điện đúng không quý vị? Đó, công tắc mình cứ mở, mình cứ tắt như thế này thôi quý vị nha. Khi mà quý vị mua những chiếc bóng đèn tích điện TD LED ngày hôm nay về nhà mình sẽ sạc 8 tiếng đồng hồ liên tục nha quý vị nha, để pin sẽ tích điện, và như vậy thì trong cái lúc mà lỡ như mà cúp điện đó quý vị thì đèn vẫn phát sáng đều quý vị nha. Và với cái ưu điểm này á, thì quý vị thấy khác hẳn là bóng đèn
đèn ở ngoài thị trường chắc chắn là bằng thủy tinh nè, và khi mà bị bể ra thì bên trong có lưu huỳnh. Nhưng điều đặc biệt là bóng đèn tích điện TD LED 12W ngày hôm nay là không có lưu huỳnh nè, và cũng không có tia UV, như vậy là rất là an toàn luôn quý vị nha. Và trong cái quá trình mình sử dụng, lỡ như mà nó có lỏng ở cái chui đèn, hoặc là quá trình mình sử dụng lâu ngày á, lỡ như bóng đèn có bị rớt nè, quý vị hãy quan sát. Wow. Đó, quý vị thấy nha. À, thêm một lần nữa. Rồi, rõ ràng nè, bóng đèn vẫn phát sáng bình thường. Vậy thì với những chia sẻ này, hôm nay là một cái dòng sản phẩm mà Thanh Trang, Quốc Dũng, Asia Shop rất là tự tin giới thiệu với quý vị khách hàng. Và Thanh Trang nghĩ rằng quý vị khách hàng cũng rất thích sản phẩm này nữa. Bóng đèn tích điện TD LED 12W quý vị nha. Nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài quen thuộc của chúng tôi đi, sở hữu ngay đi. À, nếu như không phải trong khung giờ này và nếu như không phải Asia Shop thì chắc chắn quý vị không mua được mức giá này và không có quà tặng này đâu. À, số điện thoại thì quen thuộc đã hiển thị trên màn hình rồi, hoặc quý vị cũng có thể truy cập vào website asiashop.net.vn đặt hàng trực tuyến quý vị nha. Quý vị ở đâu chúng tôi giao hàng tận nơi cho quý vị, 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Bóng đèn tích điện TD LED công suất 12W, sử dụng 25 chip LED 2835 cho giải sáng liên tục, siêu sáng, siêu bền, siêu tiết kiệm điện. Có tích điện dự phòng tự phát sáng liên tục từ 3 cho đến 5 giờ khi cúp điện. Bóng đèn tích điện TD LED, bóng đèn 50, không lo trời tối khi cúp điện, không chứa khí độc, không sinh nhiệt, không dễ vỡ nguy hiểm, không gây cận thị và mỏi mắt. Bộ 4 bóng đèn tích điện TD LED giá niêm yết 1.080.000 đồng, và quý khách phải thanh toán là 499.000 đồng, chỉ dành cho 99 khách hàng gọi điện đặt hàng nhanh nhất được quà tặng khuyến mãi 5 chui đèn E27 có tích hợp công tắc, một bóng đèn đuổi muỗi côn trùng có hại, tổng giá trị lên đến 325.000 đồng. Sản phẩm quà tặng được áp dụng độc quyền tại Asia Shop. À, quý vị và các bạn thân mến, chắc chắn là phụ nữ thì mình ít hiểu về điện hơn là đứng mày râu. À, tuy nhiên thì Thanh Trang cũng quan sát là những cái lúc mà gia đình mình cúp điện đó, thì với những cái bóng đèn tích điện thông thường ở nhà đang sử dụng á, khi mà chưa có bóng đèn tích điện LED, TD LED ngày hôm nay, thì thấy có một cái vấn đề là như thế này. À, cúp điện cái mình phải tháo cái bóng đèn nó xuống. Rồi cầm trên tay ha. À, cái mình phải tìm một cái chui khác, mình đấu vào nữa. Như thế là cũng mất thời gian. Mà cái lúc đó là trời tối thui à, đúng không? Làm không khéo thì mình cũng té mà... Cũng rất là trời, khi mà cúp điện trời tối vậy mình leo cao thì cũng rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Với đèn tích điện thông minh TD LED thì vẫn có thể đặt ở trên chậu như nước, như thế này. Dạ. Và với mực nước phù hợp và để cho chui đèn vẫn có chạm thể phát nhẹ sáng thôi. Chạm nhẹ và vẫn phát sáng được. Chúng ta đều thấy là một dãy đèn ở đây đều có điện. Và bây giờ chúng ta sẽ giả sử trường hợp là cúp điện thưa quý vị. Dạ. À, và bây giờ Dũng giật ra nha. À, wow thưa quý vị. Mặc dù là Dũng đã tháo ra khỏi chui điện ra nhưng đèn vẫn sáng thưa quý vị. Wow, đây quả là một giải pháp thật là tiện lợi và rất là an toàn. Như thế này thì Dũng tin chắc rằng á, tất cả những khán giả ở những chung cư nè, hay là những khán giả ở vùng sâu vùng xa, thậm chí là ở những vùng mà chúng ta thường hay gặp là thiên tai như thế này, thì chúng ta cũng có thể đem ánh sáng về cho căn nhà của mình, thậm chí là thắp sáng được nè, vừa có thể bảo vệ mắt được cho những trẻ em, thậm chí là những người lớn tuổi, và chúng ta vẫn có thể cho căn nhà chúng ta một một ánh sáng rất là chan hòa. Và bên cạnh đó là khả năng cực kỳ tiết kiệm điện. Và Dũng xin nhấn mạnh là với sản phẩm đèn thông minh TD LED này là tiết kiệm điện gấp 4 lần so với những sản phẩm thông thường. Bởi vì sao? Ở bên trong bóng đèn của chúng tôi là có cục pin tích điện. Như thế này khi mà chúng ta sử dụng về, mới mua về thì chúng ta thắp sáng liên tục 8 tiếng để cho cái nguồn điện ở trong bộ tích điện thì nó được thông suốt hơn. Và khi mà điện ở trong bộ tích điện thông suốt rồi, chúng ta xài như vậy thì chỉ tiêu hao có một cái điện trong vòng 83 giờ thắp sáng liên tục. Wow. Và với mức giá vô cùng hấp dẫn chỉ có trên AZ Shop, đó là 499.000 đồng cho bộ 4 sản phẩm và dành cho 99 khách hàng đầu tiên nhanh tay gọi điện thoại đặt hàng. Và cùng với bộ quà tặng vô cùng hấp dẫn đó chính là 5 chui đèn E27 có tích hợp công tắc cùng với một bóng đèn thông minh TD LED đuổi muỗi như thế này. Wow, quà tặng như vậy, mức giá như vậy, cùng với tính năng vô cùng ưu việt của bóng đèn TD LED mà Asia Shop gửi đến quý vị, thì Dũng tin chắc rằng đây là một sản phẩm không thể thiếu cho tất cả mọi người.
Và quý vị thân mến, là mỗi một đơn hàng quý vị mua thì sẽ trích lại 5.000 đồng để chúng ta bỏ vào quỹ Trung tâm Dạy Nghề Việc Làm cho Thanh Niên Khuyết Tật. Tại vì sao? Tại vì với bóng đèn LED TD LED ngày hôm nay thuộc bản quyền của Trung tâm Dạy Nghề và Việc Làm cho Thanh Niên Khuyết Tật, và driver được cài đặt bởi giáo sư tiến sĩ Trần Văn Tín. Như vậy, một dòng sản phẩm người Việt Nam thì chắc chắn là chúng ta sẽ ưu tiên và chúng ta sẽ sử dụng, đúng không nào? An toàn, kinh tế cao nữa. Và điều đặc biệt là đã có rất nhiều bằng khen với sáng chế này quý vị nha. Thanh trang điểm là ISO 9001-2008 quý vị nha. Với bóng đèn LED tích điện TD LED ngày hôm nay 12W quý vị ạ. Hiệu quả về kinh tế gấp 4 lần so với những chiếc bóng đèn tích điện, những bóng đèn hình quang thông thường như thế này quý vị ạ. Những chiếc bóng đèn này nó đã quá quen thuộc trong cô già của quý vị. Nhưng đôi khi nó cũng làm nhức mắt, nhưng đôi khi nó làm rơi và vỡ thì chắc chắn nó cũng sẽ ảnh hưởng, tại vì chất liệu bằng thủy tinh, đúng không nào? Và giá niêm yết trên mỗi hộp là 270.000 đồng quý vị nha. Vâng, thưa quý vị, với bộ 4 sản phẩm bóng đèn TD LED tích điện đó là 1, 2, 3, 4. Mức giá của một bóng là 270.000 đồng và mức giá niêm yết của 4 cái là 1.080.000 đồng. Nhưng chúng ta sẽ mua trên AliShop với mức giá vô cùng hấp dẫn, đó chính là 499.000 đồng thưa quý vị cho 4 sản phẩm. Nhưng chưa dừng ở đó, chúng ta sẽ cùng đến với những quà tặng, đó là 5 chui đèn công tắc E27 cùng với một bóng đèn TD LED thông minh đuổi muỗi với mức giá là 125.000. Wow! Với quà tặng vô cùng hấp dẫn như thế này thì Dũng tin chắc rằng chúng là những vật dụng không thể thiếu cho tất cả những người dân cũng như là tất cả những hộ gia đình khác để có một ánh sáng trang hòa. Vậy thì quý vị còn chần chờ nữa mà không nhanh tay gọi điện thoại ngay cho chúng tôi để sở hữu ngay bộ 4 bóng đèn TD LED tích điện này vô cùng hấp dẫn. Dạ vâng, hoặc quý vị cũng có thể truy cập vào website quen thuộc của chúng tôi asiashop.net.vn đặt hàng trực tuyến quý vị nha. Quý vị ở đâu, 63 tỉnh thành, chúng tôi giao hàng tận nơi. Vâng, và quý vị hãy nhanh tay gọi điện thoại về cho asiashop để sở hữu ngay bộ 4 bóng đèn TD LED tích điện và cùng với chế độ bảo hành 12 tháng một đổi một. Nếu như sản phẩm của chúng tôi có bị vấn đề về lỗi kỹ thuật thì hãy đến ngay với asiashop, chúng ta có thể sở hữu ngay bộ 4 bóng đèn TD LED tiết kiệm điện để cho ánh sáng trang hòa. Hãy chọn asiashop để cho cuộc sống chúng ta thêm yêu thương. Vâng, thưa quý vị, xin chào và hẹn gặp lại quý vị cho những sản phẩm kế tiếp trên asiashop.